Trước thông tin Ủy ban Nhân dân yêu cầu người dân không được sạc xe điện qua đêm, nhiều người cho biết họ đã gặp nhiều bất cập trong sinh hoạt hàng ngày. Đêm là ở chỗ chung cư của em là người ta tự ngắt điện và người ta không cho sạc nữa. Một hôm mà không kịp sạc thì em bắt Grab đến trường ạ. Thì nó cũng sẽ phải tốn một khoản số tiền khá lớn ạ. Em đi học cả ngày, nếu mà đi hết điện thì em sẽ không có thời gian sạc. Theo người dân, thay vì hạn chế hay cấm việc sạc xe điện qua đêm, nên có các biện pháp thiết thực về phòng cháy chữa cháy, giúp người dân và chủ nhà chủ động hơn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Thì cái này mình nghĩ là thứ nhất là tăng cái thiết bị phòng cháy chữa cháy, khóa huấn luyện nghiệp vụ cho các chú bảo vệ chung cư. Phí cho bảo vệ để mà họ trông ấy ban đêm ấy sát sao hơn á, là mình cũng nên, đấy là một việc cũng nên. Các bác bảo vệ thì là cần phải tỉnh táo mà thay ca nhau ấy, kiểm tra thường xuyên thì mọi thứ sẽ an toàn hơn.